vô lý thật tên đấy. Sao có ừ. vô lý thế này nhỉ? Em không thấy cô xem. Sao lại lạ? Chào cả nhà. Thế anh Quân. Hôm nay mọi người làm sao thế? Đây, ông đọc đi. Vâng, vâng. Tôi sẽ thực hiện theo đúng thỏa thuận. Em muốn hỏi anh, lý do tại sao em lại bị nghỉ việc ạ? Tôi xin lỗi. Để cậu nghỉ việc là bất đắc dĩ. Nhưng tôi buộc phải làm thế. Em cần một lời giải thích. Cậu làm việc rất hiệu quả. Tôi rất quý cậu. Nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Tôi không có lý do nào cả. Cậu nên tự tìm hiểu lấy. Tôi xin lỗi. Tôi phải đi có tí việc. Không ngờ mưu của em lại cao đến thế. Làm thế nào mà em cho nó nghỉ việc được? Anh có biết những người như em có thể quan hệ lên đến đâu không? Nhẹ ra chúng ta phải nghĩ ra cái trò này từ lâu rồi mới phải. Anh cứ bình tĩnh, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Mình phải phối hợp nhịp nhàng, như thế mới hiệu quả chứ. Nhưng anh thấy vẫn chưa ổn lắm. Nhỡ họ phát hiện ra thì sao? Thế mới phải diễn. Mà anh đừng có bàn lùi đấy. Chúng ta không thể thua cuộc được. Đúng, chúng ta phải thắng. Anh có nhớ bước tiếp theo của anh là gì không? Nhớ rồi. Này, có lẽ sau vụ này có khi anh lại trở thành diễn viên chuyên nghiệp cũng nên. Thế phải chờ xem anh diễn như thế nào đã. Anh nhớ anh là vai chính đấy. Được rồi, em cứ tin tưởng vào tài năng của anh. Nào, chúc mừng. Em không đi làm à? Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ. Buổi sáng Hà Linh gọi điện cho em, nói là anh nằm từ sáng. Anh ăn cơm đi. Chán quá em ạ. Anh lại bị mất việc rồi. Sáng nay vừa có quyết định. Anh sang phòng giám đốc hỏi.
Ông ấy nói là không có lý do. Vô lý? Không có lý do sao lại dám đuổi việc? Thế là sai nguyên tắc đấy. Theo hợp đồng lao động thì... Thôi em ạ, người ta đã không thích mình làm thì mình cố cũng chẳng để làm gì. Có trách thì trách số mình luôn luôn xui xẻo, công việc lúc nào cũng lận đận. Rồi anh sẽ tìm được công việc khác. Với khả năng của anh thì chẳng việc gì phải lo lắng cả. Nhưng dù sao công việc ở đây cũng ổn định, bây giờ lại phải làm lại, lại đi tìm một công việc khác. Em sẽ đi tìm cùng anh, biết đâu công việc mới lại tốt hơn thì sao. Anh sợ mẹ em thất vọng, vì anh là một người bất tài, đến công việc của mình cũng không lo nổi thì làm sao lo được cho em. Anh không phải nghĩ đến chuyện đấy, quan trọng là chúng ta thôi. Thôi anh ăn cơm đi. Nào anh. Cháu đi công tác về, có chút quà biếu cô và Mai Hoàng. Ôi khổ quá, lần sau cháu đừng mang quà đến nữa có nhé. Có gì đâu cô, cháu đến thăm cô là tốt rồi. Cháu uống nước đi. Cháu xin cô. Cháu có việc gì à? Dạ. Dạ không. Cô trông cháu có khác khác thế nào ấy? Dạ. Cháu cũng đang băn khoăn là không biết có nên nói chuyện này ra hay không. Nói ra thì cháu sợ cô và Mai Hoàng buồn, mà không nói ra thì cháu thấy áy náy quá. Nhưng mà cháu nghĩ cháu phải có trách nhiệm với gia đình mình. Cháu rất lo cho Mai Hoàng cô ạ. Có chuyện gì cháu cứ nói đi. Cháu nghĩ là không biết là cháu làm như thế thì có đúng không, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện quân lửa Mai Hoàng là cháu không thể nào chịu nổi nữa. Sao? Quân lửa Mai Hoàng á? Vâng, chính cháu cũng không nghĩ chuyện nó lại xảy ra như thế. Cháu biết được chuyện này là do tình cờ cháu quen một cô gái, cô ta làm nghề người mẫu, mà cô ta lại là em của một cậu bạn cùng cơ quan. Quân và cô gái này đã có một quan hệ với nhau trên cả tình bạn. Chính cháu cũng không tin điều đó, và cháu đã tìm hiểu trong một thời gian rất dài, và cháu phát hiện ra anh ta là một kẻ thay phụ nữ như thay áo cuộn. Mà ở công ty thì anh ta lăng nhăng hết cô này cô khác, và chính vì thế giám đốc đã cho anh ta nghỉ việc cô ạ. Thảo nào, mấy hôm nay cô thấy con Mai Hoàng nó khăng khác, nó không nói gì nên cô cũng không tiện hỏi. Đấy, chắc là lại cái chuyện Quân bị đuổi việc mà cô. Cháu sợ nhất là bây giờ anh ta lại diễn lại với Mai Hoàng thì chết. Mà không khéo bây giờ Mai Hoàng lại vất vả đi xin việc cho anh ta cũng nên đấy cô ạ. Mẹ. Alo, Mai Hoàng à? Dạ vâng ạ. Con đang ở đâu đấy? Con đang đi có việc, có chuyện gì không mẹ? Quân bị đuổi việc rồi phải không? Vâng, nhưng không sao mẹ ạ. Còn về anh ấy đang đi tìm việc mới. Mà sao mẹ biết? Không, mẹ đoán thế. Tại hôm nay, mấy hôm nay con đi suốt, không có việc gì đâu. Mẹ chỉ hỏi thế thôi. Vâng. Đúng rồi, đúng thằng Quân bị đuổi việc rồi cháu ạ. Đấy, cháu đã nói với cô rồi mà. Cháu phải điều tra kỹ lắm nên cháu mới dám nói với cô. Cô ơi, cháu sẽ đưa cô đến để gặp cô người mẫu kia, để cô thấy rõ chân tướng của anh ta. Nhưng có điều, cháu xin cô đừng nói lại với Mai Hoàng. Cháu sợ cô ấy bị sốc, không chịu đựng được chuyện này đâu cô ạ. Cháu chào cô ạ. Anh Thái à, anh Minh nhà em không có ở nhà. Anh không đến tìm anh Minh, mà anh đến tìm Cẩm Tú. Còn đây là cô Mai, dì của anh Quân ấy. Kìa cô, mời cô và anh vào nhà.
là thế này bác ạ. Anh ấy hứa hẹn sẽ cưới cháu, nhưng đến khi cháu có bầu rồi thì anh ấy lại bỏ rơi cháu để đến với một cô luật sư nào đó. Anh ấy còn bắt cháu phá thai, nhưng cháu vẫn còn yêu anh ấy. Cháu xin cô khuyên nhủ anh Quân giúp cháu. Dù sao đứa con này cũng là con của anh ấy, và cũng là cháu của cô. Nó cũng cần có một người cha. Dù sao anh cũng là bạn của Minh, anh sẽ cố gắng cùng với cô Mai tác động tới Quân, hy vọng là anh ta sẽ thay đổi. Tôi không tin Quân lại có thể cư xử như thế. Nó là người tốt, nó là người có trách nhiệm. Nếu cô vẫn chưa tin, cháu sẽ hẹn gặp anh ấy để cô nhìn thấy anh ấy đối xử với cháu như thế nào. Cô sẽ tin đó là sự thật ạ. Cháu sẽ đưa cô về. Thôi em cứ nghỉ đi, anh về đi. Cháu vào mạng đi, bố cháu mới lắp hôm qua xong. Thế à? Cô hướng dẫn cháu làm thế nào chơi game trên mạng đi. Các bạn lớp cháu biết chơi hết rồi, mỗi mình cháu không biết chơi thôi. Được rồi, cô sẽ hướng dẫn cháu, nhưng mà phải học xong thì mới được chơi đấy nhá. Vâng ạ. Nhưng mà cô nghĩ rằng Hà Linh nên nói chuyện với mẹ qua mạng thì tốt hơn đấy. À, đúng rồi, để cháu lấy địa chỉ cho cô. Có phải cái này không cô? Bố cháu bảo đây là nick của mẹ cháu đấy. Ừ đúng rồi, cô sẽ lập cho Hà Linh một nick riêng để thường xuyên nói chuyện với mẹ nhé. Vâng ạ. Thế Hà Linh thì lấy tên là gì nào? Con yêu của mẹ, được không cô? Được, nhưng mà dài quá. À mà thôi, nick ý thì các bạn cháu cười mất. Hay là cô lấy cho cháu cái nick là Hà Linh Kem, vì cháu thích ăn kem mà. Hay đấy. Mẹ xuống đây. Ôi mẹ, mẹ làm con lo quá. Sao mẹ không bật đèn lên? Hôm nay còn mua vịt quay cho mẹ đây này. Mẹ, mẹ bị ốm à? Chiều mẹ hơi đau đầu, nằm nghỉ một lúc mẹ đỡ rồi. Mẹ, mẹ thấy mấy cái mẫu váy cưới này thế nào? Mẹ chọn váy cưới cho con gái của mẹ nhé. Trước khi quyết định cưới Quân, con đã tìm hiểu kỹ cậu ấy chưa? Có tin tưởng không? Chúng con rất hiểu nhau rồi mẹ à. Với anh Quân, con không phải giấu chuyện gì cả, khác hẳn với anh Thái. Thế còn chuyện gì nó chưa nói với con không? Ừ, dạ không. Sao mẹ lại hỏi con chuyện đấy? Hay là có chuyện gì hả mẹ? Mẹ không tin anh Quân à? Mẹ nghĩ trước khi đi đến hôn nhân, con phải tìm hiểu cho nó kỹ đi. Mẹ yên tâm, bọn con rất hợp nhau rồi. Thôi, mẹ con mình đi ăn cơm đi, còn mùi nhiều thức ăn lắm.
Anh không ngờ em lại diễn giỏi đến thế. Mà lúc ấy tại sao em có thể khóc được nhỉ? Em đã nói với anh rồi, em muốn gì là được mà. Nếu Quân không yêu em, anh ta cũng không thể đến với bất kỳ người nào khác được. Chẳng có người đàn ông nào mà em không thể hạ gục đâu. Em không tin Quân là ngoại lệ. Như thế là đủ rồi đấy. Nhưng anh vẫn cứ lo, liệu bà có tin hay không? Đã đến hồi kết đâu, anh em mình phải hạ đòn cuối cùng nữa chứ. Anh cứ làm theo đúng kế hoạch của em là sẽ thắng. Bây giờ anh sang nhà Mai Hoàng đi. Đúng giờ, đúng chỗ đã chọn. Nhưng hắn có đồng ý ra chỗ đấy không? Em đã nói với anh rồi mà, em muốn gì là được. Thôi anh đi đi, không muộn bây giờ. Nhớ đúng hẹn đấy nhá. Alo. Anh Quân à, em muốn gặp anh một lát có được không? Xin lỗi, anh bận lắm, anh không đi được đâu. Anh có hẹn rồi, anh đang đi xin việc. Em gặp anh lần cuối cùng thôi. Chắc em không thể sống nổi. Em bị một gã sợ khanh nó lừa. Chắc em phải tự tử mất. Nào, em định đùa anh đấy à? Sao em cạn nghĩ thế? Cuộc đời đang tươi đẹp thế này cơ mà. Đừng có nghĩ đến chuyện tự tử. Em không nói đùa anh đâu. Em đang có bầu rồi mà. Hả? Có bầu rồi à? Không không không, em đừng có uống thuốc ngủ. Thôi Tú, em đừng có khóc. Thôi rồi, em muốn gặp anh ở đâu? Rồi, nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt. Em không được làm gì đâu đấy. Anh sẽ đến ngay bây giờ. Cô ấy xong chưa cô ơi? Cô xong rồi. Dạ. Này cô bảo này, theo cháu, mình có nên đến đó không? Hay là cô kia cố lừa mình? Cô kia yên tâm đi, không bị lừa đâu. Cẩm Tú đã hẹn với Quân rồi mà. Cô cháu mình sẽ đứng từ xa để nhìn. Cháu sợ cậu ấy nhìn thấy cô, cậu ấy sẽ chối ngay. Mẹ đi đâu đấy ạ? Chào em. Anh đưa mẹ đi cắt thuốc bắc. Mấy hôm nay cô bị đau lưng phải không cô? Mẹ đau lưng sao mẹ không nói với con? Mẹ đi đâu để con chở? Ai lại làm phiền anh Thái như thế? Thôi, mẹ đi với anh Thái là được rồi. Mẹ chỉ đau nhẹ thôi mà. Em cứ đi làm đi. Chỗ này là chỗ thân quen của anh, nên em cứ yên tâm. Để anh đưa mẹ đi tiện hơn. Mình đi thôi cô. Lại đây. Cô nhìn xem. Em có bầu từ hồi nào? Sao to nhanh thế? Đến anh mà cũng nói với em như vậy à? Thế này thì em còn dám nhìn mặt ai nữa? Ý em không phải thế, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Em chỉ định gặp anh lần cuối. Em không thể tiếp tục sống thế này nữa. Em hận đời lắm. Kìa Cẩm Tú, em cứ bình tĩnh đã. Mình sẽ cùng tính xem có cách nào không. Còn cách nào nữa? Chỉ còn cách chết thôi. Em không sống nữa. Thôi. Kìa Cẩm Tú, bây giờ anh sẽ đưa em về. Chứ em mà cứ khóc như thế này, mọi người cười cho đấy.
Tuấn ơi, Tuấn, Tuấn, thật không thể tin được, Cẩm Tú có bầu không ạ? To thế này này. Hả? Ông chờ tôi một lát. Chị Lụa. Tôi đây. Chị Lụa ơi. Đây đây, tôi đây, tôi đây. À, baby nào. Giúp tôi tí nhá. Sao? Ông nhìn thấy à? Nó gọi điện cho tôi. Này, nó còn định tự tử nữa ấy chứ. Tôi khuyên can mãi nó mới nghe. Hình như nó bảo là con của một thằng người mẫu, mà tôi thấy cũng hơi lạ. Đợt trước tôi gặp nó, bụng nó vẫn còn bình thường. Nó còn định đi du lịch với bố con tôi. Thế mà bây giờ bụng đã ấn ra rồi. Này, đàn bà nó kinh lắm. Nó giấu đấy. Không khéo, nó cố theo ông để trai ông cũng lên. Định gắp lửa bỏ tay người đấy. May mà tôi tỉnh, lập trường vững vàng. Nếu không, bị nó cho vào chồng cũng nên. Không khéo bây giờ lại phải nuôi con thằng khác ấy chứ. Nói chung anh em mình toàn thằng khôn. Thà ông lừa người khác thì thôi, đàn bà làm sao lừa được mình. Thế là từ nay tôi không bị Cẩm Tú làm phiền. Cắt được cái đuôi, đúng là rảnh nợ. Đến bây giờ thì chúng ta có thể nâng ly được rồi. Mời. Chúc mừng thành công của hai chúng ta. Anh vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao lại thông minh đến thế. Đúng là một đại cao thủ. Kệ, cứ để bà ta lo lắng thêm một chút nữa. Lúc đấy anh sẽ đóng vai người hùng đến cứu hai mẹ con nàng công chúa. Vẫn chưa muộn. Mời. Cháu chào cô. Mai Hoàng có nhà không ạ? Cậu còn vác mặt đến đây làm gì nữa? Con gái tôi nó đã hết lòng vì cậu, mà cậu lại lừa dối nó như thế à? Cô, cô nói gì cháu không hiểu. Cậu giả vờ giỏi lắm. Cậu định lừa dối mẹ con tôi đến bao giờ nữa hả? Cậu đừng tưởng tôi không biết nhé. Cậu chuyên môn đi lừa dối đàn bà, là người bất tài, vô dụng. Tôi không chịu nổi khi nhìn thấy bộ mặt của cậu nữa. Cậu về đi. Đến đây, cô cho nó một trận rồi. Nhưng không biết là cô nói thế có quá không. Cô không phải nghĩ ngợi gì đâu. Đối với loại người ấy mà nói thế vẫn còn nhẹ. Cô dối trí quá. Cũng không biết là phải giải thích với con Mai Hoàng như thế nào bây giờ. Cô ơi, đối với Mai Hoàng cô đừng nói gì hết. Cô chỉ cấm quan hệ thôi. Bởi vì nếu cô nói ra sự thật, cháu tin là Mai Hoàng sẽ không thể nào chịu đựng nổi cú sốc này đâu. Rất có thể cô sẽ bị gục ngã và không thể nào gượng dậy được đâu ạ.
Nếu mà cô ấy nghĩ quẩn thì hậu quả khó lường lắm cô ạ. Cô nhớ là chỉ cấm thôi, không nói lý do, và quan trọng là phải nghiêm khắc. Được, cô nghe cháu. Đúng. Anh hẹn em mà không tới đón, cũng không gọi điện thoại, làm cho em lo quá. Anh làm sao thế? Lại có chuyện gì à? Anh cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Đi làm thì bị đuổi việc, đến nhà em thì bị mẹ em đuổi anh về. Mẹ em đuổi anh á? Làm sao có chuyện đó được? Không những mẹ em đuổi anh về, còn nói những lời thậm tệ nữa. Chính anh cũng không hiểu. Thấy nó không phù hợp với con. Nó đã có gia đình, có con Hà Linh rồi. Con mà lấy nó thì con sẽ thiệt thòi đấy. Sao mẹ không cấm con từ trước? Mẹ lạ thật đấy. Hay mẹ mệt nên mẹ cầu anh ấy? Không phải. Mẹ nghĩ kỹ rồi. Đấy là một thằng chỉ thích vui đùa với phụ nữ, một thằng không có nghề ngỗng gì. Từ giờ mẹ cấm con không được quan hệ với nó nữa. Anh ấy bị đuổi việc không có lý do, anh ấy sẽ tìm được công việc khác. Mà mẹ cũng chẳng có chứng cứ gì để nói anh ấy là người không chung thủy cả. Tóm lại con phải nghe lời mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu con cứ gặp nó, mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Con không hiểu tại sao mẹ lại như thế nữa. Anh ấy còn sẽ cưới anh ấy nếu như mẹ không đưa ra lời giải thích thuyết phục. Nếu con quyết định lấy nó, mẹ sẽ chết. Cháu mới uống nước. Vâng. Tôi chủ động đến đây gặp cậu là yêu cầu cậu đừng làm phiền con gái tôi nữa. Cho cháu hỏi, cháu đã làm gì để cô giận đến như vậy ạ? Tôi hiểu quá rõ về con người thật của cậu. Tôi cũng chỉ xin nhắc lại, tôi thấy con gái tôi không thể hạnh phúc sống bên cậu. Nghề nghiệp thì bấp bênh như thế, chắc cậu cũng không thể lo nổi cho nó được đâu. Nó hợp với cậu Thái hơn. Cháu hiểu ý cô nói. Nếu thực sự như vậy sẽ tốt cho Mai Hoàng. Cháu hứa sẽ không gặp cô ấy nữa. Thôi, chào cậu tôi về. Vâng ạ. Chào cô.
Con học vẫn tốt mẹ. À mẹ ơi, bố với cô Mai Hoàng sắp cưới nhau rồi đấy. Thế con có vui không? Có ạ, cô Mai Hoàng quý con lắm. Con nói với bố khi nào cưới, mẹ và chú Giác sẽ về mừng nhé. Con hả mẹ? Mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ chào con. Con chào mẹ. Cho chai rượu nào. Anh Quân. Sao anh lại ngồi uống rượu một mình thế này? Đoàn hả? Công việc thế nào? Vâng. Ở đó vẫn ổn chứ? À, dạ. Ngồi xuống đây. Lâu quá không gặp. Vâng. Em bỏ công ty lâu rồi. Sau khi anh bỏ thì em cũng bỏ luôn. Làm việc với ông ấy thì có mà tức chết. Em ơi, cho anh cái ly. Em bảo Nam làm việc một thời gian, kiếm được cũng khá, chuẩn bị lấy vợ. Thế còn công việc của anh giờ này sao rồi? Đang thất nghiệp. Anh đùa em đấy à? Anh nói thật, anh chán lắm. Chẳng hiểu sao cứ long đong lận đận thế nào. Thế anh bảo Nam làm với em đi. Người như anh làm không ít việc. Công ty em làm về quảng cáo, làm ăn cũng lớn lắm đấy. Mời anh ạ. Ừ. Cảm ơn. Chào các anh. Thay đổi công việc thì anh phải tính kỹ, kể cả việc chuyển trường học cho bé Hà Linh. Nhưng anh yên tâm, lương tháng ở trong ấy ổn định, đủ cho cả hai bố con anh tiêu dùng. Anh thử thay đổi xem thế nào. Anh cũng thấy mệt mỏi quá. Có khi đất ở đây không hợp với anh. Có lẽ anh sẽ thay đổi xem sao. Vâng. Để nghĩ đã. Alo, Đoàn à, anh Quân đây. Cố dậy ăn bát cháo đi con. Con nhịn ăn mấy ngày hôm nay rồi còn gì. Con không ăn. Hay mẹ bảo Thái đến chở con đi chơi nhá.
Mẹ lúc nào cũng chỉ thái với thái, mẹ chẳng quan tâm đến suy nghĩ của con gì cả. Thì mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ, mẹ đã nói gì với anh Quân? Để anh ấy tránh mặt con. Hà Linh cũng không nghe điện thoại của con gì cả. Con chưa bao giờ như thế này. Con xin mẹ đấy, nếu không có lý do chính đáng, mẹ để bọn con cưới nhau đi. Con yêu anh ấy, chỉ ở bên cạnh anh ấy con mới thấy hạnh phúc. Con không thể sống như anh Quân và Hà Linh được. Đến nước này thì mẹ cũng không giấu con nữa. Mẹ đã phát hiện ra Quân có quan hệ với một cô gái khác. Cô ấy tên là Cẩm Tú, mà cô đã mang bầu hơn 5 tháng rồi con ạ. Vô lý, con biết Cẩm Tú mà. Cô ấy là người không thể tin được. Cô ấy suốt ngày bám lấy anh Quân, mà chính anh Quân cũng phải tránh mặt cô ấy thì làm sao mà mang bầu được. Thì chính mẹ đã chứng kiến cảnh nó mang bầu và ôm chặt lấy thằng Quân mà lại. Cẩm Tú mang bầu? Con mới gặp cô ấy nhưng có thấy gì đâu. Anh Thái, nhưng con không nghĩ mẹ lại cả tin như thế được. Thì lúc trước mẹ cũng không tin đâu, nhưng mà có thằng Thái làm chứng, chính nó còn dẫn mẹ đến gặp Cẩm Tú mà. Con không nghĩ anh ta lại tầm thường như thế cơ chứ. Sao không về nhà mà lại đi đâu thế hả? Cô ạ, trời ơi, cô và em đến, sao không điện thoại báo trước để cháu còn chuẩn bị, mời cô và em vào trong nhà. Anh Thái, tôi đã từng rất yêu quý anh, mẹ tôi nói anh là một người hoàn hảo, và bây giờ tôi đã thấy là anh rất hoàn hảo đến mức không thể chịu được. Đồ dối trá, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Đi thôi mẹ. Bố của anh Quân có phải không? Dạ vâng. Bố của anh Quân không có ở nhà đâu, đi lâu rồi, chắc đi xa, mang nhiều vali lắm. Bác có biết bố của anh ấy đi đâu không ạ? Tôi chịu, đi lâu lắm rồi. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Alo. Chị Nga, bố con anh Quân có đến đấy không hả chị? Anh Tuấn đưa bố con anh Quân ra sân bay rồi mà. Anh ấy không nói gì với Mai Hoàng à? Không ạ, anh ấy chuyển vào trong Nam làm, không hiểu sao lại đi vội thế. Một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi. Một tiếng nữa à? Em cảm ơn chị. Thank you.
của em rơi rồi kìa.